mục tiêu của chiến dịch ván bài lật ngửa của Tô Đại là gì? Cuộc chiến công đình trong nội bộ thượng tầng của Việt Nam có nhiều dấu hiệu cho thấy đang gia tăng về cường độ. Các bên đã và đang tận dụng cả truyền thông nhà nước và mạng xã hội để mà tấn công lẫn nhau. Quy trình hòn bấc ném đi, hòn chỉ ném lại đang thể hiện rất rõ hơn lúc nào hết. Nhưng theo giới quan sát, rõ ràng phe của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang ở thế công, còn phe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thủ. Status của bà Hồ Thu Hồng, tức Hồng Veo, trên trang Facebook cá nhân. Cựu tổng biên tập báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bà Hồ Thu Hồng được cho là người tình của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an. Tướng Hưởng là cố vấn an ninh và tôn giáo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời cũng là cấp trên của ông Tô Lâm trước khi ông về hưu. Mới đây, bà Hồng đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng mới hết khúc dạo đầu, chính thức bắt đầu chương 1, cùi không sợ lở của bản giao hưởng mang tên ván bài lật ngửa. Theo giới quan sát, thông điệp của bà Hồng có thể được cho là tín hiệu từ phe chủ chiến là phe Tô Lâm. Đây có thể là một cảnh báo cho rằng việc hạ bệ cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Một khi chính thức bắt đầu chương 1, cùi không sợ lở của bản giao hưởng mang tên ván bài lật ngửa thì đến cỡ như Tổng Trọng cũng chưa chắc đã được yên. Theo giới quan sát, một trong những lý do buộc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và phe cánh phải gia tăng sức ép với Tổng Trọng, buộc ông phải sớm rời bỏ chính trường, vì có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trọng đang tìm cách để ngồi lại ở nhiệm kỳ thứ tư. Dẫu theo Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, trong phiên bế mạc, Tổng Trọng đã chính thức thông báo ông sẽ nghỉ khi hết nhiệm kỳ Đại hội 13 vì tuổi đã quá cao và phải ngồi tới 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư liên tiếp. Theo giới thạo tin khẳng định, Tổng Trọng hoàn toàn không muốn nghỉ mà muốn ngồi ghế Tổng Bí thư đến hết đời. Bởi ông Nguyễn Phú Trọng đang lo sợ quy luật, cá ăn kiến rồi có ngày kiến ăn cá. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Công cuộc đốt lò đến nay đã hoàn toàn thất bại so với mục tiêu của nó, bởi Tổng Trọng đã lợi dụng chống tham nhũng làm vũ khí để triệt hạ phe phái, cũng như bảo vệ các quan chức phe của ông. Việc Bộ trưởng Bộ Công an mới đây lật mặt nạ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, một nhân vật thân cận của Tổng Trọng, đã khiến công cuộc đốt lò tuột khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng. Hơn nữa, công tác nhân sự dưới sự chỉ đạo của Tổng Trọng trên cương vị trưởng tiểu ban nhân sự tại các kỳ đại hội đảng gần đây cho thấy đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chỉ trong 3 năm đầu nhiệm kỳ đại hội 13, từ năm 2021 cho đến 2026, đã có tới 21 trên 200 ủy viên trung ương đảng chính thức và dự khuyết bị kỷ luật, bị khởi tố, thậm chí bắt giam. Trong đó có tới 4 trên 18 ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài ra còn rất nhiều tổ chức đảng và cán bộ đảng viên các cấp bị kỷ luật, bị khởi tố từ Bắc đến Nam. Công luận đánh giá chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ lại để xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, mua ghế trầm trọng như dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự do trưởng tiểu ban nhân sự Nguyễn Phú Trọng lựa chọn là rất có vấn đề. Những điều vừa kể trên cho thấy việc thay thế, thậm chí là xử lý hình sự với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo tính toán của Tô Lâm là hoàn toàn có cơ sở. Trong bài viết Nguyễn Tấn Dũng lại thoát nữa của tác giả Trung Điền từ năm 2019 đã đưa ra một cảnh đáng chú ý như sau. Sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ Kiên Giang đã hé mở một viễn cảnh là phe nhóm ông Dũng có thể quậy trở lại trong đại hội đảng lần thứ 13. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một đối thủ chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tác giả, dẫu ông Trọng làm Tổng Bí thư và lúc đó đang giữ thế thượng phong, nhưng đàn em của ông Dũng trong chính phủ vẫn còn rất đông. Nếu thiếu thận trọng, ông Trọng có thể lãnh đổ. Không những cái bình của chế độ này sẽ vỡ, mà ngay cái mạng sống của ông Trọng cũng không biết ông có khả năng đảm bảo được, và nó có thể biến mất bất cứ khi nào. Đến nay, ông Trọng cứ ở trong tình trạng cảnh sức tàn lực kiệt, thì dự báo của tác giả Trung Điền về khả năng quay lại của phe phái Ba Dũng là hoàn toàn có thể. Xin nhắc lại, mối quan hệ giữa Bộ trưởng Tô Lâm với Thủ trưởng cũ Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng còn rất bền chặt.
trong vụ án của đại tá Nguyễn Duy Linh, cựu phó cục trưởng Cục Tình báo Bộ Công an, là con trai của tướng Hưởng, dù bị tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, nhưng cuối cùng Nguyễn Duy Linh chỉ nhận án phạt có 13 năm tù. Điều này được đánh giá là thắng lợi của ông Tô Lâm. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay của Thời báo .de với bản tin mục tiêu của chiến dịch ván bài lật ngửa của Tô Đại sắp tới là gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao Tô Đại phải cảnh giác với cáo buộc lãnh đạo C03 nhận 10 tỷ từ hậu pháo? Công cuộc đốt lò hay chống tham nhũng của Tổng Trọng được phát động sau Đại hội Đảng lần thứ 12 vào năm 2016. Đây là một bản sao của chiến dịch đả hổ diệt ruồi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng kể từ năm 2012 ở Trung Quốc. Do vậy, yếu tố Trung Quốc cũng đóng vai trò lớn trong cuộc chiến quyền lực ở thượng tầng chính trị tại Việt Nam. Cả hai nhân vật chủ chốt hàng đầu hiện đang đối kháng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Từ trước đến nay đều được Bắc Kinh ủng hộ. Tuy nhiên đến giờ ông Trọng tuổi đã cao, sức đã yếu nên giá trị sử dụng ít đi, khiến ưu thế đang dần nghiêng về phía Tô Lâm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã ngồi tới nhiệm kỳ thứ 3. Ban lãnh đạo Bắc Kinh từ sau hội nghị Thành Đô đã không giấu giếm ý đồ muốn tạo ra tình thế đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam để gây nên tình trạng bất ổn chính trị. Đó là lý do vì sao gần đây sự trỗi dậy của Tô Lâm đã trở thành tâm điểm, được giới quan sát và công luận quan tâm. Trên mạng xã hội của người Việt, đa số đều bất ngờ khi Bộ Công an gián tiếp công bố lý do cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ chức liên quan đến vụ việc tham nhũng 64 tỷ đồng từ 12 năm trước. Theo đó, hậu pháo đã giao cho ông Đặng Trung Hoành là Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long 64 tỷ đồng để xây nhà thờ tổ cho Võ Văn Thưởng tại quê nhà. Được biết, hậu pháo quê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo giới thạo tin, hậu pháo là con nuôi của cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ở Việt Nam, trong mối liên kết giữa doanh nghiệp và quan chức thì luật lại quả là đương nhiên khi doanh nghiệp trúng thầu. Nhưng việc sau hơn 12 năm vụ tham nhũng của ông Thưởng bất ngờ bị lôi ra là điều khá đặc biệt. Có khả năng rất cao đó là sự chỉ đạo từ Trung Quốc. Đừng quên, ông Thưởng là nhân vật mà Bắc Kinh không ưa. Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Thưởng vào tháng 11 năm 2022, trên cương vị thường trực ban bí thư, nhưng Trung Quốc chỉ bố trí cho ông Thưởng hội đàm trực tuyến với ông Thái Kỳ, ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Trung tướng Đỗ Văn Hoành, cựu phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Mới nhất trên các diễn đàn chính trị có nguồn tin đáng chú ý cho biết, mới đây một nguồn tin riêng được biết Trung tướng Đỗ Văn Hoành, cựu phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, trong đó cấp trưởng là Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc và cũng là cựu chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã nhận của hậu pháo 10 tỷ đồng. Theo đó, ông Đỗ Văn Hoành là người cùng quê Vĩnh Phúc, đồng hương của cựu phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, và hậu pháo lập tức một loạt các câu hỏi đã được đặt ra như: liệu khi cấp phó của ông Nguyễn Duy Ngọc nhận tiền hối lộ thì cấp trưởng có dính líu gì hay không? Hay tại sao Bộ trưởng Tô Lâm vẫn chưa đưa vụ này ra ánh sáng? Nhiều ý kiến cho rằng phải chăng Tô Lâm sợ để thủ ruột cũng là đồng hương Nguyễn Duy Ngọc bị dính phốt. Điều đó cho thấy thực chất Tô Lâm cũng chẳng khác gì ông Trọng, chống tham nhũng cũng có vùng cấm và chỉ đốt đối thủ nhưng chừa lại phe ta. Tờ Thời báo .de chưa có điều kiện để kiểm chứng các thông tin ở trên, tuy nhiên thông báo để cho mọi người cùng quan sát. Mặc dù vậy, việc chạy án trong ngành công an là chuyện phổ biến mà ai ai cũng biết. Có những vụ chạy án đình đám với số tiền đến tới hàng triệu đô la gần đây, như vụ cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca
nhận tới 35 tỷ đồng để chạy án, hay vụ thiếu tướng, phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nhận 2,6 triệu đô la để mà chạy án là những minh chứng cho điều này. Công luận thấy rằng hầu như 100% lãnh đạo các cấp của Đảng đều không trong sạch. Chỉ khác nhau ở chỗ bị lộ và chưa bị lộ mà thôi. Nếu ông Tô Lâm có tham vọng với chiếc ghế Tổng Bí Thư thì ông cần dè chừng, bởi lâu nay Tổng Trọng được đánh giá là một chính trị gia lão luyện, nhiều mưu hèn, kế bẩn, đã hạ được biết bao đối thủ có ý định giành ghế Tổng Bí Thư của ông. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho là có ưu thế vì được Bắc Kinh ủng hộ. Giới thạo tin cho biết, tin tức liên quan đến việc Trung tướng Đỗ Văn Hoành nhận hối lộ từ hậu pháo số tiền lên đến 10 tỷ đồng được ghi trong sổ. Cho nên, nếu đây là chuyện có thật thì trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc sẽ không khó khăn gì để mà lôi ra. Và từ việc điều tra Trung tướng Đỗ Văn Hoành rất có khả năng sẽ bắt cầu sang tới Tô Lâm. Điều này cho thấy nếu Tô Lâm muốn buộc Tổng Trọng phải tự nguyện rời chức vụ do trách nhiệm chính trị, thì ông Trọng còn dày dạn kinh nghiệm hơn trong trò chơi này. Hơn thế nữa, ông Trọng có lợi thế với nguyên tắc lãnh đạo tập thể và nghị quyết Bộ Chính trị tuân theo biểu quyết đa số. Rõ ràng đó là những yếu tố bất lợi đối với Tô Lâm. Tuy nhiên, với một sự ủng hộ từ Bắc Kinh thì còn quá sớm để kết luận giữa Tổng Trọng và Tô Lâm ai sẽ thắng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tô Lâm phải cảnh giác với cáo buộc lãnh đạo C03 nhận 10 tỷ từ hậu pháo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.